Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm thân thương được nhiều sức khỏe. Ở hôm nay Dương Hậu trao phần gạo này của nhà hảo tâm Giang Mô Tô ở Sài Gòn có gửi cho từ thiện A7 500.000, mỗi một phần 100.000 phát gạo nấu nhiên cho bà con khó khăn ở A7. Đây là việc làm công đức vô lượng, phước đức trường tồn. Dương Hậu cũng trao cho em này một phần gạo gia đình khó khăn. Cũng xin cảm ơn nhà hảo tâm Giang Mô Tô ủng hộ chương trình nấu nhiên. Chúc cho Giang Mô Tô lúc nào cũng mạnh khỏe và công việc cũng vui vẻ. Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện A7, mong quý vị hãy đăng ký, chia sẻ và like thích. Nhà mạng nó thưởng tiền, Dương Hậu dùng số tiền nó vào quỹ từ thiện A7 giúp cho bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn, không tiền chữa trị thuốc thang. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909090469. Mong quý vị hãy đăng ký và chia sẻ like thích. Dương Hậu cảm ơn rất nhiều tình cảm của quý vị đã dành cho Dương Hậu. Đây cũng là một việc công đức khi quý vị đăng ký và like thích giúp cho Dương Hậu có tiền. Xong rồi con, về đi nha. Cảm ơn chú Hậu nha. À.